em thân mến, ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài luyện tập. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học. Bước đầu biết chuyển đổi tiền và biết giải bài toán liên quan đến chuyển đổi tiền tệ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau thực hành luyện tập. Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất? Như vậy, để biết chiếc ví nào có nhiều tiền nhất thì các em cần tính số tiền có trong một ví. Ví nào có nhiều tiền nhất thì chúng ta sẽ chọn vào ví đó. Ví đầu tiên cô có 6.300 đồng. Ví thứ hai là 3.600 đồng. Ví C là 10.000 đồng. Và ví D là có 9.700 đồng. Như vậy ví có nhiều tiền nhất chính là ví C, 10.000 đồng. Bài tập 2, phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải. Vậy đầu tiên là 3.600 đồng. Chúng ta có là 2.000, 3 tờ 1.000, 1 tờ 200 đồng, 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng. Câu B là 7.500 đồng. Chúng ta cũng có nhiều mệnh giá tiền khác nhau. Như vậy đối với câu A, để có được 3.600 đồng thì cô chọn là lấy 3 tờ 1.000 đồng và 1 tờ 500 đồng, 1 tờ 100 đồng. Hoặc cũng với 3.600 đồng cô còn có cách lấy khác, là cô lấy 1 tờ 2.000 đồng, 1 tờ 1.000 đồng và ở phần dưới thì cô lấy giống ở trên, tức là 500 đồng và 100 đồng để có được là 3.600 đồng. Bài B tương tự, để lấy được 7.500 đồng thì cô cũng có cách lấy là cô lấy 5.000, 2.000 và 500. Ở dưới cô lấy 5.000, 2.000 và cô lấy thêm 200 đồng, 200 đồng và 100 đồng. Cô mời các anh chị sang bài tập 3. Xem tranh và trả lời có câu hỏi sau. Mai có 3.000 đồng, Mai vừa đủ tiền để mua được đồ vật nào? Nam có 7.000 đồng, Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào? Và em ta thấy là bút 4.000 đồng, thước 2.000 đồng, kéo 3.000 đồng, bút sắp màu là 5.000 đồng và đôi dép là 6.000 đồng. Như vậy với 3.000 thì em ta chỉ có thể mua được cái kéo. 7.000 thì chúng ta có thể mua được những đồ vật nào? Vậy 7.000 thì chúng ta có thể mua được sáp màu cùng với cái thước, hoặc là bút và kéo. Bài tập 3, xem tranh và trả lời với câu hỏi sau. Vậy với 7.000 đồng thì Nam có tới hai cách lấy. Một cách là lấy bút và kéo, một cách là ta lấy tẩy và bút. Bài tập 4, mẹ mua một sữa hết 6.700 đồng và một gói kẹo hết 2.300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10.000 đồng, hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền cho mẹ. Như vậy trước tiên các em cần phải tìm được số tiền mẹ mua hộp sữa và gói kẹo. Sau đó để tìm số tiền thối thì chúng ta sẽ lấy số tiền mẹ đưa trừ cho số tiền mua hàng thì sẽ ra được số tiền thối. Như vậy với cách hướng dẫn như trên thì chúng ta có thể tìm được là cô bán hàng sẽ phải thối lại cho mẹ là 1.000 đồng. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ 1 đến 4 trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong trang 45 và trang 46. Bài 123, luyện tập. 1. Đánh dấu X vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất. Các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện là bài tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta đánh dấu tích vào chiếc ví có ít tiền nhất. Như vậy trước tiên các em cần xem một chiếc ví có bao nhiêu tiền và sau đó sẽ kết vào ô có chiếc ví ít tiền nhất. Chiếc ví đầu tiên chúng ta thấy là có 8.500 đồng. Chiếc ví thứ hai là 4.700 đồng. Chiếc ví thứ ba là 6.500 đồng. Và chiếc ví cuối cùng là 5.000, là 6.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ kết vào chiếc ví ít tiền nhất là 4.700 đồng. Sau khi làm bài, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 2. 2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải. Các em kích vào nút học sinh làm bài để tiến hành kích vào tờ giấy bạc. Như vậy với số tiền là 6.100 đồng thì các em sẽ kích 6.000 và 100 đồng. 4.500 đồng, chúng ta sẽ chọn 4.500 đồng.
Ở đợt này chúng ta còn có cách chọn khác là 2.000, 1.000, 1.000 cũng tạo thành 4.000. Cuối cùng 3.200 đồng, ta chọn 3.000 và 200 đồng. Sau khi làm bài, chúng ta có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm. Em kích vào nút học sinh làm bài để thực hiện là bài tập 3. Lan có 3.000 đồng, Lan vừa đủ tiền để mua được một. Ở đây chúng ta thấy là mua được một tẩy. 2.000 đồng thì có thể mua được vở học sinh, 8.000 đồng thì có thể mua được hai đồ vật. Vậy các em tìm hai đồ vật có tổng số tiền là 8.000 cộng lại để mua. Ví dụ như là vở học sinh và đồ chơi ô tô. Hoặc là quả bóng và cục tẩy. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Mẹ mua rau hết 6.000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5.000 đồng và một tờ loại 2.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? Như vậy trước tiên các em cần tìm số tiền mà mẹ đưa ra. Sau đó chúng ta sẽ tìm số tiền được thấu lại bằng cách là lấy số tiền đưa ra trừ cho số tiền đã mua hàng. Thì các em sẽ tìm ra được số tiền mà cô bán hàng cần phải thấu lại. Ta thấy là mẹ đưa ra hai loại mệnh giá tiền là 5.000 đồng và 2.000 đồng. Vậy chúng ta có là mẹ đưa ra là 7.000 đồng. Mẹ mua rau hết 6.000 đồng thì cô bán rau sẽ phải thấu lại cho mẹ là 7.000 đồng trừ 6.000 đồng bằng 1.000 đồng. Số là 1.000 đồng. Giờ các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Cô chúc các em thực hiện tốt phần bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Tiếp tục ôn cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học và giải bài toán liên quan đến tiền. Cô thân chào tất cả các em.